Dạ, Hiền Trần TC xin chào các bác. Hôm nay em sẽ trên tay và trải nghiệm một máy bơm trợ lực dùng cho máy nóng lạnh hoặc máy giặt. Thì nhà em có con máy giặt này thì do là nhà em bồn nước thấp quá nên là không sử dụng được. Nó nhiều lúc nó giặt nước nó rất là yếu. Làm máy trong quá trình chạy máy nó rất là chạy nó lâu. Và một con máy nước nóng. Máy nước nóng kia thì cái máy này có bơm, nhưng mà để ngày mai em sẽ ráp con máy hồng ngoại Superin thì con đó nó không có bơm nên là bắt buộc em phải đầu tư một con máy bơm trợ lực này. Đó. Thì em mua con bơm trợ lực này ở trên mạng với giá là 500 ngàn. Đó. Bơm có công suất là công suất là 100W, điện 220V. Đây này. Em sẽ mở hộp ra cho các bạn coi. Cái bơm này hỗ trợ cho máy nóng lạnh này hoặc cái máy giặt những cái đường nước yếu. Có van đóng ngắt. Đây. Đó là thì đây là cái van đóng ngắt của nó. Cái van bê, đây là khóa đầu vào, kết nối đầu vào, bơm cao su, cái đây, nhận được tính, đây, có thẻ bảo hành, đó, bơm 100W, củ chi, bảo hành 6 tháng, đó, đây, đồ xốp. Ở đây là thân bơm. Bơm này có nói chung dòng này chắc là dòng Trung Quốc rồi, nhưng mà để là model USA, model 15W GM 100 automatic, tức là đơm nó có công suất là 100W. Đó. 100W, lượng nước là 15 mét khối nước, à 10 lít nước trên giờ, điện 220V. Bây giờ em sẽ đấu nối để các coi. Đầu tiên thì đấu cái bơm đầu vào, đầu ra của nó, cái giòn, và giòn cao su. Siết cứng, người ta để theo hướng này nha. Bơm này thì nó khuyến cáo nên để theo hướng này, hướng đứng bơm lên. Siết đây. Cắm cái dây này vào. Đó, kết nối phao công tắc từ. Đây là kết nối đầu nước vào. Đây là ren 27 này. 27 thì ta phải dùng qua ren 21 để sử dụng cho đường nước chung. Đây, em đỡ bằng tay. Ta sẽ siết cứng lại. Rồi. Kết nối được thì ta được như này. Đây là cấp nước vào. Cái vòi hoa sen này rút ra. Test trước lại cái này nó đây này. Đây.
khi mình mở nước này, thường mình không em. Đó. Khi mà bơm chưa động thì cái nước rất là yếu. Nước rất yếu, chỉ xíu thôi. Đây, mình sẽ cấp điện đó. Nước cực kỳ yếu luôn. Đây, cấp điện cho máy chạy. Đặt chế độ, đây là máy chạy tự động, hai chế độ, đây thì nước rất là mạnh, đó. Tiếng máy nghe rất êm này, nghe sát tiếng máy, hai công tắc này, đây là chế độ bật auto, bật sang đây là auto, bật sang đây là chạy liên tục, mình để chế độ auto thì cứ nước ngắt là mình là nước ngắt theo. Đây là ngắt nước. Đó, sau khi nước ngắt thì máy cũng tắt luôn. Để anh bật máy. Nước bật theo. Ngắt. Bật. Ngắt. Máy chạy rất ok, tiếng máy rất êm. Rồi, bác nào có nhu cầu mua máy này thì có thể liên hệ với em hoặc là vào lên mạng để tham khảo. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video nha. Rồi, em sẽ làm video để lắp con máy này để thiết kế cho hệ thống máy nước nóng nha. Trên này, đó máy đó em sẽ bỏ thay bằng chiếc máy nóng hồng ngoại Superin, mới qua em mới giới thiệu video trước. Rồi, chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Rồi.